Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ hai, ngày 2 tháng 9 năm 2019 có những nội dung chính sau. Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. Các hoạt động kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tuổi trẻ Quảng Bình thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hát ngàn lời ca bao la hơn những Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập của dân tộc, hạnh phúc của đồng bào. Trước lúc đi xa, người đã để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta một tài sản vô giá. Đó là bản di chúc của người. Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tổ quốc, với nhân dân và sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Theo di chúc, mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa là toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Suốt 50 năm qua, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Đó là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng Đảng thực sự đoàn kết, trong sạch vững mạnh. Phát huy kết quả đã đạt được, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn để lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ đi xa, ôn lại lời căn dặn của người trong di chúc là dịp để mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức đảng từ soi rọi lại mình, phấn đấu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh như di nguyện của người. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy đã tổ chức lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2019 và đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với lễ hội bơi đua thuyền truyền thống. Dự lễ có đồng chí Nông Đức Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng chí Nguyễn Quốc Hưng, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Về phía lãnh đạo tỉnh, có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương và hàng vạn người dân, du khách thập phương và con em quê hương Lệ Thủy hiện đang sinh sống trên mọi miền của Tổ quốc. Trong tiến trình phát triển, quê hương Lệ Thủy là nơi chứa đựng những giá trị văn hóa vật chất, tinh thần độc đáo, điển hình là lễ hội bơi đua thuyền truyền thống hàng năm trên sông Kiến Giang. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1946. Lần đầu tiên, nhân dân Lệ Thủy tổ chức mừng Tết độc lập và lễ hội bơi đua thuyền được tổ chức ở quy mô cấp huyện. Từ đó trở đi, hàng năm cứ đến ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, huyện Lệ Thủy lại mở hội bơi đua thuyền nam nữ, mừng Tết độc lập và dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau 16 năm được công nhận là lễ hội văn hóa tiêu biểu của tỉnh Quảng Bình, lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thứ hai của huyện sau Hò Khoan Lệ Thủy. Đây là một cái sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, là một sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, của chính quyền, của nhân dân trong vấn đề giữ gìn, phát huy cái giá trị di sản văn hóa đã được hun đúc trong cái chiều dài lịch sử. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo để nghiên cứu, tìm hiểu và thấu hiểu một cách sâu hơn về giá trị của hai di sản để mà bảo tồn những cái nét đẹp, cái truyền thống của hai cái di sản là Hò Khoan Lệ Thủy và lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang. Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang diễn ra trong không khí sôi nổi, đoàn kết, đầy tinh thần thượng võ. Tham gia lễ hội bơi đua thuyền truyền thống năm nay có 25 thuyền bơi, 8 thuyền đua của các xã Liên Thủy, Phong Thủy, Lộc Thủy, An Thủy, Xuân Thủy, Mỹ Thủy, Sơn Thủy, Mai Thủy, Phú Thủy, Tân
Tân Thủy và thị trấn Kiến Giang. Số lượng thuyền bơi nhiều nhất từ trước đến nay với trên 1.400 vận động viên nam nữ tham gia. Ngay từ sáng sớm, dọc sông Kiến Giang đã có hàng ngàn người dân và du khách thập phương đến cổ vũ cho các đội bơi đua và hòa mình vào không khí náo nức của lễ hội. Lễ hội đua thuyền của Hương Lệ Thủy là kêu nó ngắm vô trong máu của già trẻ rồi trai gái rồi náo nức kêu mấy ngày này cũng ăn ngủ với lễ hội. Năm nay cũng là một lần đầu tiên tôi đến Kiến Giang và thấy cái lễ hội đua thuyền, mặc dù là nó ở trong thời tiết không có thuận lợi, mưa rất là lớn, nhưng mà hai bên bờ sông Kiến Giang vẫn là bà con coi rất là đông. Thật sự họ rất là hào hứng và cảm giác của tôi rất là vui. Trải qua quãng đường 24 km đối với nam và 18 km đối với nữ, các đội đã thể hiện được sức mạnh, sự dẻo dai của người dân lao động vùng sông nước. Kết thúc cuộc thi ở nội dung thuyền bơi nam hạng A, xã Tân Thủy đoạt giải nhất, xã Phủ Thủy đoạt giải nhì, xã Sơn Thủy đoạt giải ba. Hạng B giải nhất thuộc về thuyền bơi thôn Mai Hà, giải nhì thuyền bơi thôn Phan Xá, giải ba thuyền bơi thôn Phủ Thọ. Ở nội dung thuyền đua nữ, giải nhất thuộc về thôn An Xá, giải nhì thôn Lộc An, giải ba thuyền đua thôn Thường Phong. Ban tổ chức cũng đã trao giải nhất toàn đoàn cho đội An Xá, giải nhì toàn đoàn cho đội Lộc An, giải ba toàn đoàn cho đội Đại Phong. Có được cái kết quả như hôm nay, chúng tôi trước hết đó là cái sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ cổ vũ động viên của toàn thể nhân dân, và đặc biệt chúng tôi rất coi trọng cái quá trình tập luyện đoàn kết đồng lòng đồng sức để nhân chiến thắng cho sẻ nhà. Chúng tôi vô cùng phấn khởi, điều đó đã càng thôi thúc chúng tôi cố gắng giữ được cái tinh thần này cho những năm sau và nhiều năm nữa. Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang là một nét đẹp văn hóa truyền thống, thể hiện tinh thần đoàn kết, thượng võ và đã trở thành máu thịt, là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân xứ Lề. Lễ hội cũng là lời nhắc nhở cho thế hệ sau tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương. Đảng bộ cơ quan huyện ủy Tuyên Hóa vừa tổ chức hội nghị học tập và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, quán triệt các nội dung tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo huyện ủy đã thông qua nội dung đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó khẳng định giá trị lý luận thực tiễn của di chúc, nêu bật tâm nguyện, ý chí, niềm tin, trí tuệ, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và nhân dân. Qua đó, giúp cho cán bộ đảng viên hiểu rõ hơn tầm quan trọng của di chúc, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến cho cách mạng Việt Nam. Đồng thời nỗ lực học tập, rèn luyện, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Hội nghị cũng đã tổ chức học tập và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Ban Bí thư Trung ương Đảng, gồm nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới; chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Hôm qua ngày 1 tháng 9, xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy đã tổ chức lễ ra mắt tập sách lịch sử Đảng bộ xã. Sau một thời gian sưu tầm tư liệu, biên soạn, in ấn, xã Dương Thủy đã phát hành cuốn sách lịch sử Đảng bộ xã tập 1 giai đoạn 1930-2015. Quyển sách ghi lại sự ra đời, quá trình phát triển và vai trò lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ xã trong tiến trình cách mạng, đồng thời ghi lại những đóng góp to lớn của nhân dân xã nhà trong kháng chiến cũng như trong quá trình xây dựng quê hương. Dịp này, xã Dương Thủy cũng đã khánh thành công trình nhà làm việc và phòng truyền thống của xã. Công trình có tổng kinh phí 4,2 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách xã 1,05 tỷ đồng và vốn đầu tư của nhà nước là 3,15 tỷ đồng. Đảng bộ xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa cũng vừa ra mắt cuốn sách lịch sử Đảng bộ xã tập 1 giai đoạn 1930-2015. Cuốn sách lịch sử Đảng bộ xã Đồng Hóa tập 1 giai đoạn 1930-2015 dày 286 trang. Ngoài phần giới thiệu và kết luận, cuốn sách gồm có 6 chương. Nội dung cuốn sách đã dựng lại bức tranh toàn cảnh của quê hương, con người và truyền thống lịch sử, văn hóa của nhân dân xã nhà trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn của lịch sử Đảng bộ xã Đồng Hóa giai đoạn 1930-2015 đã đáp ứng lòng mong đợi của toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân xã nhà.
thông qua đó nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Các hoạt động kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tuổi trẻ Quảng Bình thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hòa chung không khí cả nước mừng Tết độc lập, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Minh Hóa đã tổ chức dạ hội văn nghệ. Tham gia dạ hội văn nghệ có 11 tiết mục: ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi sự đổi mới của đất nước và quê hương Minh Hóa thông qua các thể loại ca, múa, nhạc do các nghệ sĩ không chuyên đến từ các cơ quan, địa phương, câu lạc bộ biểu diễn đã mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động văn hóa thể dục thể thao thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 nhằm góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, đồng thời giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc và thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn huyện Minh Hóa ngày càng phát triển. Tối qua ngày 1 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy phối hợp với câu lạc bộ Yêu cầu hò Xử Lệ tổ chức đêm diễn hò khoan Lệ Thủy trên sông Kiển Giang với chủ đề Câu hò trên biển sông quê. Hò khoan Lệ Thủy được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ngày 8 tháng 5 năm 2017. Tự hào với di sản đó, huyện Lệ Thủy đã có nhiều hoạt động phát huy và bảo tồn giá trị của hò khoan như thành lập cả câu lạc bộ hò khoan, tổ chức các hội thi dân ca hò khoan, giao lưu quảng bá hò khoan, đào tạo trao truyền các làn điệu hò khoan cho thế hệ trẻ. Tại đêm diễn, 15 tiết mục đặc sắc đã được các nghệ sĩ chuyên và không chuyên biểu diễn với những làn điệu hò khoan đổi đáp giao duyên của mải ba, mải nền, mải tre hòa trong tiếng hò sổ đã làm say đắm hàng ngàn khán giả và khách du lịch theo dõi. Huyện Bố Trạch cũng vừa tổ chức thành công giải bóng chuyền truyền thống lần thứ tư năm 2019. Giải bóng chuyền truyền thống huyện Bố Trạch lần thứ tư được diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 8, với sự góp mặt của gần 200 vận động viên đến từ 18 đội bóng chuyền trong toàn huyện. Mặc dù trong điều kiện thời tiết bất lợi, nhưng với tinh thần thi đấu sôi nổi, nhiệt tình, các vận động viên đã cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Thông qua giải nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, khuyến khích phong trào rèn luyện thể thao trong các tầng lớp nhân dân. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích phong cách cho các đội đạt thành tích cao. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn phóng sự Tuổi trẻ Quảng Bình thực hiện di chúc của Bác. Vậy là Bác Hồ kính yêu đã đi xa tròn nửa thế kỷ, và cũng ngần ấy thời gian, người để lại cho toàn Đảng, toàn dân một bản di chúc vô cùng quý báu. Đó là kim chỉ nam soi đường, là nguồn cổ vũ to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, thống nhất đất nước và đất nước nhà vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong bản di chúc của mình, ngoài phần căn dặn đối với Đảng, với nhân dân, Bác đã dành một phần nói về thanh niên và vai trò của thanh niên. Điều này đã thể hiện tư tưởng, tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ đối với những chủ nhân tương lai của đất nước. Thực hiện lời dạy của Bác, 50 năm qua, lớp lớp thanh niên Quảng Bình đã phấn đấu rèn luyện, nỗ lực cố gắng, phát huy tinh thần quê hương hay giỏi, xung kích tình nguyện trên các lĩnh vực, góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện di chúc của Người thì thế hệ trẻ hôm nay và các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình công tác để hướng tới mục đích là nhằm giáo dục rèn luyện thế hệ trẻ vừa hồng vừa chuyên, xây dựng được thanh niên thời đại Hồ Chí Minh thực hiện tốt tâm trong trí sáng hoài bão lớn. Nếu như phong trào Ba sẵn sàng, Năm trung phong được xem là đỉnh cao tuổi trẻ trong chiến tranh, thì phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng là điểm nhấn của tuổi trẻ hôm nay. Rất nhiều thanh niên sau khi tốt nghiệp xung phong về với bản làng xa xôi, về với đồng bào vùng sâu, vùng xa, trong đội hình bác sĩ trẻ tình nguyện khám chữa bệnh cho bà con nghèo. Nhiều cán bộ, kỹ sư về nông nghiệp giúp bà con nông dân trồng trọt chăn nuôi, giảm nghèo. Phong trào tuổi trẻ Quảng Bình chung tay xây dựng nông thôn mới. Tuổi trẻ Quảng Bình tham gia xây dựng đô thị văn minh, đồng hành phát triển du lịch tỉnh nhà với rất nhiều hoạt động thiện nguyện có sức lan tỏa trong cộng đồng. Thực hiện lời dạy của Bác thì trong thời gian vừa qua, Ban Thường vụ Thành đoàn Đồng Hới đã xây dựng các cái kế hoạch hướng dẫn chỉ đạo 100% đoàn cơ sở trực thuộc thành phố có những cái mô hình cũng như ký kết những cái việc làm cụ thể để thực hiện và làm theo lời Bác. Thì có thể nói
trong những cái quá trình thực hiện thì tuổi trẻ thành phố đã đạt được những cái kết quả đáng ghi nhận, qua đó cũng đã tập hợp thu hút đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên cũng như rèn luyện hình thành một cái thế hệ đoàn viên thanh niên mới ngày càng trưởng thành hơn, ngày càng bản lĩnh sáng tạo hơn. Làm theo lời Bác, tuổi trẻ Quảng Bình luôn xác định lập thân lập nghiệp là một trong những hoạt động chính của cả cấp bộ đoàn. Cả cấp ủy chính quyền địa phương, các ban ngành chức năng luôn tạo ra các chương trình về việc làm như đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, đi xuất khẩu lao động, giúp thanh niên có nghề nghiệp chính đáng, làm giàu cho bản thân và đóng góp cho xã hội. Lúc mới ra trường ấy thì cũng bôn ba khắp nơi, nhưng mà sau một thời gian thì cũng nghỉ. Quê hương của mình rất là nhiều tiềm năng, tại sao lại không kiếm tiền từ ngay trên mảnh đất của mình mà lại đi làm thuê cho người ta? Cũng xuất phát từ cái quan điểm đó cho nên tôi mới về lại quê hương để lập ra cái mô hình. Thứ nhất là mô hình cá chim, cái thứ hai là cũng muốn thắp lửa cho một số anh em phía sau, cho nên đó cũng là nguyên do để tôi tham gia vào câu lạc bộ khởi nghiệp Lệ Thủy. Thực hiện lời Bác căn dặn trong di chúc, đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hải chung phong, không ngày khó có chỉ tiền thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong thời gian qua, cả cấp ủy chính quyền địa phương tỉnh Quảng Bình luôn tạo điều kiện để thanh niên phấn đấu, học tập, rèn luyện, cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước. Trên quan điểm xây dựng đoàn là xây dựng đảng trước một bước, tuổi trẻ đã được đặt ở vị trí trung tâm chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chúng tôi rất quan tâm đến công tác bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện cán bộ chiến sĩ thế hệ trẻ trong lực lượng vũ trang tỉnh. Và để thực hiện tốt cái lời Bác Hồ dạy, quá trình giáo dục rèn luyện bồi dưỡng là đối với thế hệ trẻ trong lực lượng tỉnh ấy, thì chúng tôi tập trung vào thứ nhất là việc giáo dục về nhận thức sâu sắc về chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị để cho cán bộ chiến sĩ là những người luôn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, luôn luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Quảng Bình đã làm nên nhiều thành tích đáng tự hào, đúng như di nguyện của Bác. Phát huy những thành tích đã đạt được, thế hệ thanh niên Quảng Bình hôm nay tiếp tục thực hiện ước nguyện của Bác. Đoàn viên sẽ ra sức phát triển ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm và tiến bộ mãi để xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng ta. Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới gần bờ và tin áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông. Tin áp thấp nhiệt đới gần bờ, hồi 13 giờ ngày 2 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông trên đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, từ 40 đến 60 km/h, giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 100 km, tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 107,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Dự báo trong 12 giờ đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng đông, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 13 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 109 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam khoảng 150 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km. Đến 13 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc, 110,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam của đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Trong 48 giờ đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Tin áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 2 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc, 116 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 100 km, tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Đến 13 giờ ngày 3 tháng 9,
Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 114 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 40 đến 50 km/giờ, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Đến 13 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19 độ Vĩ Bắc, 111,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông của đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 40 đến 50 km/giờ, giật cấp 8. Dự báo trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có thể sát nhập với cơn bão ở vùng biển phía nam của đảo Hải Nam. Cảnh báo gió mạnh và vùng nguy hiểm trên biển. Cảnh báo gió mạnh, khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, bão cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 3 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Từ đêm nay, mùng 2 tháng 9, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, cường độ mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,5 đến 3,5 mét, biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới do áp thấp nhiệt đới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, phía Bắc vĩ tuyến 13 độ Vĩ Bắc, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Tại tỉnh Quảng Bình, cảnh báo gió mạnh trên biển, gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, báo cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, biển động rất mạnh, độ có sóng từ 2 đến 4 mét. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền, gió cấp 3, cấp 4, giật cấp 5. Cảnh báo mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, ở khu vực Quảng Bình có mưa to đến rất to. Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt. Trên các sông suối trên lưu vực sông Quảng Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức báo động 2, báo động 3. Nguy cơ xảy ra lũ ống là rất cao, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, cấp 2. Sau đây là những thông tin.